Chở hai con nhóm xong, bây giờ thờ phượng Chúa xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn buffet, dắt hai cô đi ăn buffet nha. Nói Má chuyện với ai ấy, chuyện trên đó đó. Nói chuyện cho anh Thu phí phí thu vô. Để thờ phượng Chúa xong rồi dắt hai cô đi ăn buffet, hai bà cô cũng gần về Đức Chúa hết trơn, để kỷ niệm lại, cái này là nhớ 98. nhớ cầu nguyện cho Đúng cô nữ nhiều nha các bạn. là Nếu có ai trong cơ đốc nhân thì gắng cầu nguyện cho hai cô được mạnh khỏe để cho tháng 10 này mình đi tắc xịt hội đồng phục hưng của Chúa. Bắt đầu đi vô ăn bò phê hai cô. Ghê quá, đi trên chỗ đó mềm mềm lắm, cũng là bán. Đây, bắt đầu vô ăn bò phê. Vô một người, hai người, hai bà cô ăn luôn. Chắc không đông gì mấy ha. Dạ 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 chào chào thầm nha. Dạ dạ ok, chín tư rồi. Ngưng lại, ngưng cái cô nữ ơi, cô nữ ơi, ngưng lại đây một cái, ngưng lại đây một cái. Dạ đại 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 con, đại con, đại con. Ok chị. Dạ. Ok, mình đầu mình vô bò phê mình ăn. Đây hai con vô đây, vô đây hai con vô. Đây hai con ở đây. Water. Dập. Chị muốn cái gì? Water luôn. Ok, bắt đầu mình đi ăn món, lấy món ăn nha. Bữa nay Chúa cho mình dắt hai cô đi ăn buffet. Nếu mà không quay lại thì không có cái kỷ niệm đâu nha các bạn. Dạ, ok, con này bắt đầu, đây là sushi. Ok. Ok, bắt đầu mình đi lấy buffet nha. Rồi, coffee. Ok, bye bye các bạn nha. Bây giờ mình đi lấy buffet mình ăn nha. Ok, bye.